Liên quan tới việc quản lý hoạt động của tàu du lịch tại Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới đây cho biết, bến cảng tàu quốc tế Tuần Châu Hạ Long thuộc Quảng Ninh được tiếp nhận tàu khách nước ngoài và sẽ chuyển toàn bộ hoạt động cảng tàu du lịch Bãi Cháy về cảng này trước năm 2016. Theo đó, đầu tháng 9 tới, tỉnh Quảng Ninh chính thức di rời bến cảng đón khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long hiện nay ở Bãi Cháy vào bến cảng khách quốc tế Tuần Châu. Lý do sau nhiều năm hoạt động, bến cảng tàu du lịch Bãi Cháy có phần quá tải. Ngoài ra, bến cảng có nhiều bất cập về môi trường, diện tích và không an toàn vào mùa mưa giông bão. Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu được công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh đầu tư có sức chứa khoảng 2.000 tàu, đảm bảo các tàu có chiều dài lên tới 70 mét, lưu trú cùng lúc tại phía Nam, Đông Nam, đảo Tuần Châu.